Mệt muốn tắt thở luôn á. Em nói đúng đó. Anh thật sự ngu ngốc khi mà nhận cái kèo chua như vậy. Ờ, sao anh nhận kèo này, anh nhận một mình, đừng lôi em vào nhá. Nhưng mà em hiểu cái vấn đề không? Khách hàng người ta rất là máu lửa đó. Người ta tạo cho mình cái sự hưng phấn khi mà chụp thì làm sao mà anh từ chối được, đúng không em? Mình làm nghệ thuật mà. Ok, vui. Nhưng mà mệt muốn chết. Hello. Hello. Mời qua. Trời ơi, cảm ơn. Tức ép đó. Ủa, mà anh chị đi đâu về mà nhìn te tua tơ tả vậy? Chụp hình cưới. Chụp hình cưới? Ừ. Ủa, chị có nhanh quá không? Hai người biết nhau có mấy tháng à? Em mắc cười quá. Bây giờ dù biết nhau một ngày, hai ngày, thậm chí là vài tiếng vẫn có thể chụp hình cưới được. Lý do tại sao? Quan trọng á là mình có sự ăn ý. Em ủng hộ hai người. Ủng hộ cái gì? Thì ủng hộ hai người đến với nhau. Điên hả? Chứ sao? Cái gì vậy Sang? Anh nói chụp hình cưới có nghĩa là anh chụp hình cưới cho khách. Chứ anh gì chi mắc gì chụp hình cưới? Có thể là trong tương lai tôi sẽ chụp hình cưới. Nhưng mà không phải là bây giờ. Ai biết đâu, tại anh chị nói không rõ ràng chứ bộ, em mới nghĩ như thế. Thật ra là đuối rồi. Nó lại không về nổi đâu. Nhưng mà bữa nay có hẹn. Hẹn với học trò muốn. Em bé thi đúng không? Anh hẹn luôn ở đây hả? Anh đuối hết rồi, đâu có về nhà nữa đâu. Sẵn hẹn với studio của em, hẹn qua đây gặp luôn. Một công mà nói chuyện. Thi là ai vậy? Học trò mới của anh Lâm. Học trò mới của anh. Học trò mới của anh. Ừ. Cá tính lắm. Mà có vậy được không? Thằng này mệt quá. Lúc nào dễ thương như thương hết á. Người ta thấy đồng môn nên người ta quan tâm chứ thôi. Anh chị kỳ quá. Anh mới đi chụp về, người anh hôi lắm. Hồi kế em mất công luôn đó. Kỳ. Sáng mới qua tắm rửa sạch sẽ lắm. Hồi kế em ok. Mà bữa nay Thi qua đây gặp anh chi? À, chả là em muốn chụp một bộ ảnh ngược sáng, thiệt là đẹp. Nên là em tính qua nhờ anh chụp cho em đó. À vậy hả? Bữa nay anh đi chụp hình gì mệt rồi, để em cho. Anh á là Sang, học trò lâu năm của thầy Lâm. À, anh là học trò lâu năm, vậy chắc là tay nghề của anh cứng lắm hả? Tay nghề của anh cứng lắm. Để anh chụp hình cho em nha. Ờ, anh chụp cho em. Đúng rồi. Cũng được, nhưng mà em vẫn thích thầy Lâm chụp hơn. Thật ra thì Sang theo anh học lâu rồi, cũng biết rất là nhiều. Với lại cũng đi phụ anh mấy cái chớp chụp hình này nọ. Anh nghĩ là nếu như Sang chụp cho em một bộ hình buổi sáng, ok, ổn á. Thấy sao? Vậy không mấy á, để anh chụp cho em. Nhưng mà sẽ nhờ anh Lâm với chị Chi đi theo. Ơ, thôi, chị mệt lắm, thôi cho chị ở đây chị nghỉ ngơi nhá. Thôi anh đi được rồi. Ok, vậy thôi để bây giờ anh sẽ chụp cho em. Đi nha, đi giúp em nha. Bữa sau em dẫn đi anh nóng. Anh xuống trước à? Thôi, tụi em đi nha. Mày đưa cho vui vẻ nhá. Em đi nha. Ok. Trời, cười nha. Em cứ diễn thoải mái đi. Sang nhìn mặt mày nó sáng láng vậy thôi, chứ tối dạ lắm. Nhưng mà cũng may, đi theo sư phụ giỏi nhanh. Sư phụ gì tối ngày cứ chơi đệ tử mà. Nè, có hình nè. Đẹp đúng không? Sao hình gì tối thui vậy? Nhìn nè, không thấy mặt em luôn nè. Đây. Để anh coi. Anh dạy cho mày biết bao nhiêu lần rồi hả? Chụp kiểu vậy hả? Cái này là chụp ngược sáng đúng không? Đó. Thì em phải đợi cho ánh sáng khi nào mà nó dịu xuống em mới chụp. Không, bây giờ em chụp nó ánh sáng nó gắt quá nè. Coi nè, tối thui có thấy gì đâu. Không, giờ nghe lời của anh, tăng khẩu lên. Đó, rồi canh cái ánh sáng nó dịu chịu á, chụp nó sẽ đẹp. À hả? Chụp lại đi. Ok, em yên tâm, chụp lại sẽ đẹp thôi. Đã rồi, để anh chụp lại cho Thi nha. Để lên. Ok. Nè, 1, 2, 3. Cười. Đổi dáng nè. Rồi, đẹp rồi. Lần này phải đẹp nha. Ấy, xuất sắc luôn. Thầy Lâm chỉ lại rồi mà. Em thấy chưa? Đúng là thầy giỏi thì trò cũng giỏi. Nhưng mà anh Lâm vẫn là số 1. Thôi, cố gắng học hỏi nhiều vô.